Rồi, thiếu tá Nguyễn Quang Tùng, ban tổ chức báo cáo đồng chí phó tổng biên tập báo đại biểu nhân dân văn phòng quốc hội tập trung quân số làm lễ dâng hương đội Hoàng Sa Kim Bắc Hải hàng ngũ chính tề. Kính mời đồng chí chủ trì buổi lễ. Hết. Rõ. Tùng lấy hương cho các đại biểu. Muốn. Đối tượng lễ dâng hương như sau. Đầu tiên trân trọng kính mời đại biểu cơ quan văn phòng Quốc hội đồng chí Lê Thanh Kim, phó tổng biên tập báo đại biểu nhân dân và đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, chủ tịch Hội Cựu chiến binh văn phòng Quốc hội sẽ làm lễ dâng hương trước. Sau đó lần lượt các đại biểu nhận hương và sẽ làm lễ dâng hương ở tiếp theo. Các bác đi tuần tự là hai hàng một. Chúng ta trật tự, chúng ta đứng ổn định vào vị trí. Chúng tôi đang chuẩn bị lễ dâng hương đội Hoàng Sa Kim quản Bắc Hải. Đây là một cái trường đại mà có tập nhanh như các bố hơi ba tay. Có hai vị trưởng đoàn, phó tổng biên tập của báo. Tiếp theo xin mời các thầy ạ. Công nhân và thầy tâm. Thầy lương đầu tiên. Thầy lên trên này nhận lương. Để chúng ta tăng lương xong rồi, xin mời các thầy chúng ta chuyển ra ngoài bộ lên đi ra ngoài giảng chờ đây. Phố đưa hương cho các thầy. Chúng ta hai người một. Khi đó chúng ta sẽ quay ra chúng ta sẽ di chuyển sang nghĩa trang liệt sĩ. Xin mời các cô các bác nhận hương và chúng ta lên thắp hương. Vâng, thưa quý khán giả, tất cả mọi người rất là mỏi mệt và bởi vì trời nắng và không khí oi bức của biển đảo. Như là chúng tôi đã được từng đi ra Hoàng Sa, Trường Sa và tất cả mọi người đều dưới ánh nắng và đổ mồ hôi. Nhất là các chị nào mà tóc dài thì mồ hôi cuốn mấy tóc, trông rất là thương, thưa quý khán giả. Đây là một cái tinh thần của tất cả đồng bao ở đây, không ai bắt buộc mà chúng tôi phải có mặt tại nơi đây và không ai bắt buộc những người đang mặc cái chiếc áo đỏ ngôi sao vàng với lại hàng chữ là Tổ quốc nhìn từ biển, hành trình hướng về biển đảo Tổ quốc thân yêu. Và thưa quý khán giả, trước mặt chúng tôi đây là đội Hoàng Sa Kim quản Bắc Hải đã được khánh thành và đã được xây dựng. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại nơi đây thỏa mãn được cái niềm ước mơ của KBG Hải Ngoại có một cơ hội đã để đến đây và chúng tôi đã đến đây được. Và thưa quý khán giả, chị đưa đây em chụp cho nào, chị vào đi. Tức là các triều đại phong kiến của Việt Nam cũng đã cử những ngư dân và những đội Hoàng Sa và Trường Sa này để đi ra và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam chúng ta. Vì vậy là chúng ta có mặt ngày hôm nay để thắp hương và tưởng nhớ đến đội Hoàng Sa và đội Trường Sa này. Vâng, theo lời giải thích của thiếu tá Tùng, ban tổ chức cho biết.
cái đội Hoàng Sa Kim Quản Bắc Hải, đây là những cái chứng tích của lịch sử. Từ đời xưa các vua chúa chúng ta đã cử những cái đội Hoàng Sa Kim Quản này để chứng minh chủ quyền của chúng ta trên đảo Hoàng Sa. Còn cái vấn đề những người mà chết ở Việt Nam Cộng Hòa, chết ở Hoàng Sa chỉ là một cái diễn tiến và tiếp tục một công cuộc. Và bây giờ thì chúng tôi đi bộ qua nghĩa trang liệt sĩ chứ chúng tôi không có lên xe. Anh đi bộ hả? Tất cả mọi người đều phải đi bộ. À, thế hả? Sao phải lên? Dạ không có ai lên xe hết, tất cả mọi người đi bộ để đi lên nghĩa trang liệt sĩ. À đây là đây. Chỗ nào phải? Dạ thưa, có cái áo đỏ đang đi đằng trước ấy, dạ thưa. Đi về đâu bác ơi, đi về đâu đấy? Hoàng Sa Trường Sa là máu thịt Việt Nam, hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5 2017. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm Hồ Chí Minh, trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Thưa quý khán giả, ba câu châm ngôn của Bác Hồ, KBC Hải Ngoại đã thực hiện đủ cả ba châm ngôn đó. Nếu mà không có một cái trách nhiệm, KBC Hải Ngoại không có mặt ngày hôm nay. Nếu mà không có một cái tinh thần thì KBC Hải Ngoại cũng không có đủ sức khỏe để làm công việc này ngày hôm nay. Và thưa quý khán giả, đoàn của chúng tôi đang di tản đi ra nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương cho các chiến sĩ ở biển đảo, những người đã hy sinh để bảo vệ cho biển đảo quê hương. Vâng, thưa quý khán giả, một những chiếc áo đồng phục Tổ quốc nhìn từ biển, hành trình hướng về biển đảo Tổ quốc thân yêu, trong đoàn chúng tôi được ban tổ chức cung cấp. Và đằng trước thì là ngôi sao vàng biểu tượng cho lá cờ của Tổ quốc. Bây giờ chúng tôi đang đi vào nghĩa trang liệt sĩ huyện Lý Sơn. Chúng tôi không dám kể công, nhưng mà thưa quý khán giả, một người 71 tuổi mà một tay ôm hai cái máy, một máy live stream và một máy để đưa về làm YouTube. Quý vị sẽ thông cảm cho dùm cho chúng tôi nếu có những cái hình ảnh nghiêng ngả hoặc là những cái hình ảnh quay trên trời và quay dưới đất. Đó là cái chuyện mà bất đắc dĩ lúc mà phải lên xe, xuống xe, đi bộ, chen lấn. Quá khỏe rồi. Đồng chí phóng viên là quá khỏe. Và trong lúc di chuyển thì chúng tôi vô tình đã làm rơi mất chai nước. Đó là sinh mệnh của những người mà đi xa và mệt mỏi như này, cần phải có nước. Chúng tôi cũng giống như, theo nguyên tắc là các phụ nữ cần nước thì chúng tôi đàn ông lúc đi làm những công tác này cũng cần nước. Rất là hài. Báo ở bên Mỹ. Dạ vâng. Đó là gì cả sang Mỹ được hợp nhà báo. Đi vào đấy. Bỏ cái mũ ra.
Đây là bảng địa tổ quốc ghi công. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Thanh Kim lên nhận nhận đào tạo. Tôi, Thiếu tá Nguyễn Quốc Tùng, ban tổ chức báo cáo đồng chí Phó Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân Văn phòng Quốc hội tập trung quân số làm lễ dâng hương mặc niệm. Kính mời đồng chí chủ trì buổi lễ. Được. Hết. Được. Rõ. Trân trọng kính mời đồng chí về vị trí. Để tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Lý Sơn. Sau đây, phút mặc niệm bắt đầu. Thôi! Trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy và các vị đại biểu, các bác nên nhận hương và thắp hương cho các vị anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Ba thì ba hẳn, hai thì hai hẳn. Sau khi dâng hương xong, ban tổ chức sẽ tổng mời tất cả các vị đại biểu ngay sau khi chuẩn ra xe để đi về hội trường quốc hội nói chuyện để trao quà cho cán bộ chiến sĩ và người dân của đảng Lý Sơn. Rồi rồi. Vâng, chúng tôi làm lễ dâng hương gọi là ở nghĩa trang liệt sĩ Lý Sơn xong lên đường đi về ủy ban nhân dân xã huyện Lý Sơn để tiếp tục chương trình kế tiếp ngày hôm nay, tức là chúng tôi sẽ trao quà lưu niệm. Vâng, thưa quý vị, sau quà lưu niệm thì chúng tôi sẽ về khách sạn dùng cơm trưa. 11 giờ thì chúng tôi phải lên tàu để trở về lại đất liền và tiếp tục cuộc hành trình ra ngoài Đà Nẵng. Tối hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2017 chúng tôi sẽ ở Đà Nẵng và chúng tôi được anh Vũ Cảnh và một số độc giả của KBC Hải Ngoại tại Đà Nẵng sẽ tiếp đón ban tổ chức cuộc hành trình hướng về biển đảo Tổ quốc thân yêu trong chương trình Tổ quốc nhìn từ biển và KBC Hải Ngoại một bữa cơm tối hôm nay. Và cảm ơn anh Vũ Cảnh và cảm ơn tất cả các bạn ở ngoài Đà Nẵng. Quý vị có thể liên lạc với anh Vũ Cảnh để sắp xếp chỗ bàn ăn. Vâng, hy vọng rằng 7 giờ 15 thì chúng tôi sẽ gặp được anh Vũ Cảnh tại khách sạn Đà Nẵng Turang để chúng ta lên xe đi giao lưu với lại ban tổ chức của chương trình Tổ quốc nhìn từ biển. Và thưa quý khán giả, có đi và có chia sẻ cũng đồng hành với lại ban tổ chức, chúng tôi mới thấy rằng những cái sự khó khăn của tất cả mọi người, tập đoàn truyền thông quốc gia Việt Nam VNN Group, ban tổ chức, anh Kim cũng như anh Hoàng là những người, anh Hoàng là chủ tịch của Hội Cựu chiến binh, đại biểu quốc hội, anh Kim là phó tổng biên tập của tờ báo Đại biểu Nhân dân và chúng tôi là KBC Hải Ngoại được phép xin nhận làm ban tổ chức. Vâng. Đi ở ủy ban trao quà. Con nhỏ nó mồ lên đùi cô với đùi chú này có bỏ quà. Cháu hờ đấy. 60 cân gần 70 mà lần đầu tiên được. Cảm ơn.
À, đây là cái... cho ban tổ chức điểm 10 nhé, mà 3 ngàn mới cho điểm 10. Và sao chưa thấy ai vậy? Quân đội nó phải thế. Mình chưa đầu tiên à? Dạ vâng. Cô ra trước đi. Cháu cảm ơn cô chứ. Ngày hôm nay đúng là một cái duyên số. Sao tôi nhảy lên xe nào là tôi gặp ông Tùng ở chỗ đó. Anh Tùng ơi. Tùng à, bữa nay là mình có duyên đấy nha. Vâng, thưa quý khán giả các bên trẻ ngoại, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở trong văn phòng ủy ban nhân dân của huyện. Như vậy là mỗi một hàng ghế thì ban tổ chức và địa phương sẽ có 10 ghế. Vì vậy đề nghị phía dưới các bác dồn lên đủ đấy ạ. Ở bên phía bên tay trái chóng, các bác dồn lên đủ đấy để cho đồng bào rồi cư dân ở phía dưới. Các bác dồn lên đủ 10 ghế. Ở phía dưới này cũng vậy. Ở phía dưới, ở bên tay phải cháu. Nhờ đồng chí âm thanh điều chỉnh lại âm thanh nhé. Nó hơi vọng và hơi to một chút. Vâng. Mình đâu có hát đâu, cảm ơn không. Xin mời các đại biểu của cán bộ chiến sĩ và ngư dân của huyện đảo Lý Sơn, xin mời các bác vào vị trí ngồi ở phía dưới của hai bên hàng. Sau đây xin báo cáo các bác là chúng ta sẽ vào nội dung là tổ chức trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và ngư dân trên đảo. Và sau đây xin mời đồng chí Kiều Trinh. Đồng chí Trinh đâu ạ? Vâng, xin mời đồng chí thực hiện nội dung. Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức, cho phép tôi xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ngư dân đang ngày đêm bám biển xây dựng kinh tế, bảo vệ biển đảo quê hương tại huyện đảo Lý Sơn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo năm 2017, từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 đến ngày 8 tháng 6 năm 2017, nhằm cổ vũ động viên và phát huy tinh thần truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Tổ quốc nhìn từ biển lần thứ 2 năm 2017. Chương trình với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo Tổ quốc qua những cung bậc cảm xúc, khát vọng hướng về biển đảo thân yêu. Thông qua chương trình, khán giả có cái nhìn sâu sắc hơn về đời sống của các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân, những người đang ngày đêm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kính thưa quý vị, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 9 giờ 15 đến 11 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Hà Nội và sẽ được phát chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tại thành phố Hà Nội. Kính thưa quý vị, trong chuyến hành trình về với huyện đảo Lý Sơn ngày hôm nay, ban tổ chức cùng các cựu chiến binh, các nhà tài trợ sẽ tiến hành trao 100 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Và với tổng giá trị các phần quà là trị giá 200 triệu đồng và buổi lễ trao quà này cũng sẽ được ghi hình để phát phóng sự tại chương trình truyền hình trực tiếp vào ngày 4 tháng 6 năm 2017. Tới tham dự buổi lễ trao quà ngày hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu sự có mặt của các quý vị khách quý. Về phía ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Anh Hiến, trưởng phòng truyền thông của Báo Đại biểu Nhân dân. Và xin trân trọng giới thiệu nhà báo Ngô Ngọc Quân, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Việt Nam. Về phía Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tài Luân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Ngô Đình Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thế Lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Về dự với buổi lễ trao quà còn có các đồng chí đại biểu của các phòng, ban, đơn vị huyện, lãnh đạo địa phương, các xã, các bộ, chiến sĩ và các ngư dân được nhận quà cũng có mặt tại buổi trao quà ngày hôm nay. Xin một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Sau đây tôi xin thông qua chương trình như sau. 1. Ổn định hội trường. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Thông qua chương trình. 4. Phát biểu của đồng chí Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân. 5. Trao quà cho cán bộ chiến sĩ, ngư dân của huyện đảo Lý Sơn. 6. Phát biểu cảm ơn của đại diện lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn. 7. Trao biển tiền tượng trưng. 8. Kết thúc chương trình. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập của Báo Đại biểu Nhân dân sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cường. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, kính thưa các đồng chí trong ban tổ chức hành trình về biển đảo Tổ quốc thương yêu, kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh, các chị là những cựu chiến binh cũng là những doanh nghiệp tiêu biểu của toàn quốc đã tham gia chương trình về hướng về biển đảo Tổ quốc thương yêu hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta hành trình về với huyện đảo Lý Sơn, nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi cũng cách đất liền hơn 12 hải lý. Cũng là đến mảnh đất này chúng ta được chứng kiến
về cuộc sống, đời sống của người dân huyện đảo Lý Sơn, đời sống sinh hoạt của những chiến sĩ trên đảo Lý Sơn. Chúng ta được thăm những địa chỉ đỏ về của cha ông, những di tích lịch sử của cha ông, cũng như những thành, những cái chiến sĩ, những cái chiến công của cha ông ta trước đây để gìn giữ biển đảo Tổ quốc thương yêu. Hôm nay được sự nhất trí của Văn phòng Quốc hội, báo đại biểu nhân dân tổ chức chương trình Hành trình về biển đảo, và trong chương trình đã tổ chức cái lễ tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ, ngư dân và các em học sinh ở trên đảo Lý Sơn. Thay mặt cho ban tổ chức, cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt các quý vị đại biểu, các chiến sĩ, các em học sinh và nhân dân ngư dân trên đảo Lý Sơn. Đây là năm thứ hai, cũng là năm thứ hai thực hiện chương trình Hành trình về biển đảo. Những nội dung chương trình trong ban tổ chức đã thực hiện theo những cái tiêu chí đã có thông tin từ trước. Hôm nay tại hội trường này, ban tổ chức sẽ trân trọng để trao những món quà, những cái tấm lòng của những cựu chiến binh, những nhà sư, những doanh nghiệp tiêu biểu ở toàn quốc đã trao gửi cho báo đại biểu nhân dân và tập đoàn truyền thông quốc gia để gửi đến tận tay những ngư dân, cán bộ chiến sĩ và học sinh trên đảo. Một lần nữa cho phép tôi thay mặt báo đại biểu nhân dân xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn, cán bộ chiến sĩ và ngư dân, các em học sinh trên đảo. Xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các nhà tài trợ, các cựu chiến binh, các cô, các bác, các anh, các chị đã không quản đường xá xa xôi, cách trở biển trời về với đảo Lý Sơn hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu quý giá của đồng chí Lê Thanh Kim, Phó Tổng biên tập báo đại biểu nhân dân. Và kính thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, ngày hôm nay ban tổ chức chương trình Tổ quốc nhìn từ biển cùng với các nhà tài trợ xin dành tặng những phần quà ý nghĩa gửi tới 100 cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm bám biển, xây dựng kinh tế và bảo vệ biển đảo quê hương tại huyện đảo Lý Sơn. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí cũng như các nhà tài trợ, chúng ta sẽ tiến hành buổi lễ trao quà. Sau đây xin mời 10 cán bộ chiến sĩ hải quân đầu tiên của huyện đảo Lý Sơn lên sân khấu nhận quà từ ban tổ chức. Sau đây tôi xin kính mời 10 cán bộ chiến sĩ và ngư dân đầu tiên của huyện đảo Lý Sơn. Đồng chí Lê Thành Nổi, đồng chí Trần Duy Quang, đồng chí Phạm Khắc Duẩn, đồng chí Phùng Văn Thắng, đồng chí Đặng Phước Trung, đồng chí Nguyễn Bằng, đồng chí Phan Văn Khuân, đồng chí Phạm Quang Mùa, đồng chí Nguyễn Bền và đồng chí Bùi Tuấn Hải. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thanh Kim, Phó Tổng biên tập báo đại biểu nhân dân, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Văn phòng Quốc hội lên sân khấu trao quà cho các thực chiến sĩ. Về phía huyện đảo Lý Sơn, tôi xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Tài Luân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng lên sân khấu trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Tài Luân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện sẽ cùng lên sân khấu trao quà cho các chiến sĩ. Đây.
xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin kính mời 10 cán bộ chiến sĩ và ngư dân tiếp theo của huyện đảo Lý Sơn lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Kim Thiết, đồng chí Nguyễn Minh, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, đồng chí Nguyễn Tấn Châu, đồng chí Nguyễn Văn Tâm, đồng chí Võ Văn Hiền, đồng chí Ngô Văn Thịnh, đồng chí Trần Văn Tuấn, đồng chí Nguyễn Thành Được và đồng chí Phan Thanh sẽ lên sân khấu nhận quà từ ban tổ chức. Tôi xin đọc lại danh sách 10 cán bộ chiến sĩ tiếp theo của huyện đảo Lý Sơn. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Tuấn Hải, đồng chí Bùi Kim Thiết, đồng chí Nguyễn Minh, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, đồng chí Nguyễn Tấn Châu, đồng chí Nguyễn Văn Tâm, đồng chí Võ Văn Hiền, đồng chí Ngô Văn Thinh, đồng chí Trần Văn Tuấn, đồng chí Nguyễn Thành Được và đồng chí Phan Thanh lên sân khấu ạ. Ủy ban nhân dân xã An Vĩnh ạ, có gửi danh sách lên ạ. Xin mời đại diện của bên biên phòng, đồn biên phòng. Vâng ạ, ban tổ chức có thể cho công tác sau buổi trao quà được diễn ra thuận lợi nhất ạ. Các đồng chí có thể nhanh chóng lên sân khấu ạ. Có thì lên trên này đi ạ. Có cả chưa?
mời đại diện của lãnh đạo xã An Bính đâu ạ? Vâng. Vâng, đại diện để nhận cho các ngư dân còn lại. Các bác dịch ra đây. Ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời đại diện của các nhà tài trợ sẽ lên sân khấu. Xin kính mời đại diện của đoàn thượng tọa Thích Hạnh Nguyện trụ trì chùa Cực Lạc Chiang Mai Thái Lan. Xin mời đại diện của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Xin mời thượng tọa Thích Thiện Từ trụ trì chùa Quan Âm. Xin mời ông Nguyễn Phương Hùng, tổng biên tập báo điện tử KBC Hải Ngoại lên sân khấu trao quà cho các cán bộ chiến sĩ và ngư dân. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời đại diện các nhà tài trợ sẽ lên sân khấu. Đại diện của đoàn Phật tử của thượng tọa Thích Hạnh Nguyện trụ trì chùa Cực Lạc Chiang Mai Thái Lan. Đại diện của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Thượng tọa Thích Thiện Từ trụ trì chùa Quan Âm và ông Nguyễn Phương Hùng, tổng biên tập báo điện tử KBC Hải Ngoại lên sân khấu trao quà cho các cán bộ chiến sĩ. Xin chân trọng cảm ơn ạ.
trình. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời 10 cán bộ chiến sĩ và ngư dân tiếp theo lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ngư dân Phùng Xuân Liệu, ngư dân Lữ Đình Thanh, ngư dân Dương Văn Chính, ngư dân Lê Đắc, ngư dân Trần Công Thuận, ngư dân Dương Quang Điền, ngư dân Bùi Xuân Dự, ngư dân Trương Đình Hào, ngư dân Tống Đức Chiến và ngư dân Lệ Thu ạ. Những ngư dân tôi vừa đọc tên thuộc xã An Hải, xin trân trọng kính mời các ngư dân. Xin mời ngư dân Phùng Xuân Liệu, ngư dân Lữ Đình Thanh, ngư dân Dương Văn Chính, ngư dân Lê Đắc, ngư dân Trần Công Thuận, ngư dân Dương Quang Điền, ngư dân Bùi Xuân Dự, ngư dân Trần Đình Hào, ngư dân Tống Đức Chiến và ngư dân Lệ Thu lên sân khấu. Và đại diện các nhà tài trợ, tôi xin trân trọng kính mời bà Mai Thị Thúy Vịnh, nhà hoạt động xã hội tiêu biểu của tỉnh Hà Nam. Xin trân trọng kính mời đoàn Phật, đại diện của đoàn Phật tử chùa Khánh Vân đến từ Hà Nội. Xin trân trọng kính mời nhà sáng chế Đinh Văn Sơn của xưởng cơ khí Đinh Văn Sơn tỉnh Long An. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Nhưỡng, đại diện đoàn cựu chiến binh của huyện Đan Phượng, Hà Nội lên sân khấu trao quà cho các ngư dân. Xin trân trọng kính mời. Đại diện các nhà tài trợ, xin trân trọng kính mời bà Mai Thị Thúy Vịnh, nhà hoạt động xã hội tiêu biểu tỉnh Hà Nam. Đại diện của đoàn Phật tử chùa Khánh Vân đến từ Hà Nội, nhà sáng chế Đinh Văn Sơn của xưởng cơ khí Đinh Văn Sơn tỉnh Long An và đồng chí Bùi Văn Nhưỡng, đại diện đoàn cựu chiến binh huyện Đan Phượng, tỉnh thành phố Hà Nội. Chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự của huyện.
Xin mời chiến sĩ Phạm Văn Tha, xin mời chiến sĩ Lê Thành Nhân, chiến sĩ Đinh Văn Biên, chiến sĩ Nguyễn Quang Anh, chiến sĩ Nguyễn Văn Đào, chiến sĩ Đinh Văn Đăng, chiến sĩ Bùi Tuấn Tấn Huy, chiến sĩ Phạm Văn Hiền, Ngô Văn Thơ và chiến sĩ Đỗ Tấn Sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện xin trân trọng kính mời các đồng chí lên sân khấu để nhận quà từ ban tổ chức. Các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện xin kính mời đồng chí Phạm Văn Tha, đồng chí Nguyễn Thành Nhân, xin lỗi ạ, đồng chí Lê Thành Nhân, đồng chí Đinh Văn Biên, đồng chí Nguyễn Quang Anh, đồng chí Nguyễn Văn Đào, đồng chí Đinh Văn Đăng, đồng chí Bùi Tuấn Huy, đồng chí Phạm Văn Hiền, đồng chí Ngô Văn Thơm và đồng chí Đỗ Tấn Sĩ. Đại diện các nhà tài trợ, tôi xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Bích đến từ phường Đức Xuân, thị xã Bắc Cạn. Đại diện của bản điện Trân Quang thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bồn, ông Lê Văn Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Âu Việt, ông Cao Văn Hồng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Âu Việt, bà Trần Thị Thu Hà đến từ Hai Bà Trưng, Hà Nội và bà Nguyễn Thị Kim Loan đến từ Hà Đông, Hà Nội sẽ lên sân khấu trao quà cho các chiến sĩ. Xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ sau đây lên sân khấu trao quà. Xin mời bà Phạm Thị Bích đến từ phường Đức Xuân, thị xã Bắc Cạn. Đại diện của bản điện Trân Quang, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bồn, xin mời ông Lê Văn Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Âu Việt, ông Cao Văn Hồng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Âu Việt, bà Trần Thị Thu Hà đến từ Hai Bà Trưng, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Loan đến từ Hà Đông, Hà Nội, xin trân trọng kính mời. Sau khi trao quà xong, kính mời các nhà tài trợ sẽ đứng lại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với các cán bộ chiến sĩ của huyện đảo Lý Sơn. Kính thưa quý vị, đây là những cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo Lý Sơn. Xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ cũng như các đồng chí. Ngay sau đây, tôi xin kính mời 10 đồng chí tiếp theo lên sân khấu, cũng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Xin mời chiến sĩ Nguyễn Văn Sĩ, chiến sĩ Đinh Văn Lan, Đinh Văn Lang ạ, chiến sĩ Đinh Tâm, chiến sĩ Phạm Văn Phước, chiến sĩ Đinh Văn Lem, chiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, chiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, chiến sĩ Nguyễn Văn Tình, chiến sĩ Đinh Văn Siêu và chiến sĩ Hoàng Minh Khôi. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lên sân khấu. Tôi xin phép đọc lại: chiến sĩ Nguyễn Văn Sĩ, chiến sĩ Đinh Văn Lang, chiến sĩ Đinh Tâm, chiến sĩ Phạm Văn Phước, chiến sĩ Đinh Văn Lem, chiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, chiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, chiến sĩ Nguyễn Văn Tình, chiến sĩ Đinh Văn Siêu và chiến sĩ Hoàng Minh Khôi. Đại diện các nhà tài trợ sau đây, tôi xin trân trọng kính mời thầy Thích Thái Bẫn đến từ chùa Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bà Ngô Thị Lan, Phật tử của chùa Quan Âm, doanh nghiệp, đại diện của doanh nghiệp Lương Thực Chấm Huân, bà Nguyễn Thị Hương Giang, nhà hoạt động xã hội tiêu biểu tỉnh Bắc Giang, cựu chiến binh Mai Thế Hải đến từ Bắc Giang, bà Trần Thị Thủy đến từ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đến từ Long Biên, Hà Nội. Xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ lên sân khấu trao quà cho các chiến sĩ. Xin mời các nhà tài trợ lên sân khấu ạ. Thầy Thích Thanh Mẫn đến từ chùa Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bà Ngô Thị Lan, Phật tử của chùa Quan Âm, đại diện của doanh nghiệp Lương Thực Chấm Huân, bà Nguyễn Thị Hương Giang, nhà hoạt động xã hội tiêu biểu tỉnh Bắc Giang, cựu chiến binh Mai Thế Hải đến từ Bắc Giang, bà Trần Thị Thủy đến từ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đến từ Long Biên, Hà Nội. Xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ.
người chiến sĩ tiếp theo thuộc đồn biên phòng Lý Sơn lên sân khấu nhận quà từ ban tổ chức. Xin kính mời đồng chí Phan Xuân Huệ, chiến sĩ Trần Văn Tám, chiến sĩ Trần Đức Nga, chiến sĩ Nguyễn Bản, chiến sĩ Nguyễn Lê Nghĩa, chiến sĩ Bùi Hữu Thắng, chiến sĩ Phạm Minh Cảnh, chiến sĩ Đỗ Ngọc Thuận, chiến sĩ Nguyễn Văn Cơ và chiến sĩ Đinh Văn Đạt lên sân khấu nhận quà từ ban tổ chức. Và đại diện các nhà tài trợ, tôi xin trân trọng kính mời thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác, phó trụ trì chùa Linh Xứng tỉnh Thanh Hóa, nhà tâm linh Trần Thị Kim Liên đến từ quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội, thầy Bùi Tuấn Mã đến từ Phú Xuyên Hà Nội, đồng chí cựu chiến binh Nguyễn Văn Quang, phó chủ tịch hội truyền thống F313 thành phố Hải Phòng, đồng chí Đào Thị Dược đến từ Bắc Giang, đồng chí Trần Thị Mai đến từ Bắc Giang, đồng chí Trần Thị Cám đến từ Bắc Giang sẽ lên sân khấu trao quà cho các chiến sĩ. Xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ sau lên sân khấu. Thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác, phó trụ trì chùa Linh Xứng tỉnh Thanh Hóa, nhà tâm linh Trần Thị Kim Liên đến từ quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội, thầy Bùi Tuấn Mã đến từ Phú Xuyên Hà Nội, đồng chí cựu chiến binh Nguyễn Văn Quang, phó chủ tịch hội truyền thống F313 thành phố Hải Phòng, đồng chí Đào Thị Dược đến từ Bắc Giang, đồng chí Trần Thị Mai đến từ Bắc Giang, đồng chí Trần Thị Cám đến từ Bắc Giang. Xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ lên sân khấu ạ.
Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn cho các nhà tài trợ cũng như các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo Tổ quốc thân yêu tại huyện đảo Lý Sơn. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí cũng như các nhà tài trợ. Và kính thưa quý vị, sau đây tôi xin phép được đọc tên 10 cán bộ chiến sĩ cuối cùng trong buổi lễ trao quà chúng ta ngày hôm nay sẽ lên sân khấu nhận những phần quà từ ban tổ chức. Xin mời chiến sĩ đến từ trạm 18 Đinh Văn Thanh, chiến sĩ Nguyễn Đức Vượng, chiến sĩ Đinh Văn Ánh. Và sau đây tôi xin đọc tên các chiến sĩ đến từ trạm Gia Đa 550, chiến sĩ Cao Xuân Duy, chiến sĩ Hoàng Đình Hinh, chiến sĩ Đinh Sĩ Ngân, chiến sĩ Đặng Văn Hữu Xuân, chiến sĩ Nguyễn Đắc Giáp, chiến sĩ Lê Xuân Vinh và chiến sĩ Nguyễn Văn Dũng thuộc trạm Gia Đa 550 ạ. Còn ba chiến sĩ thuộc trạm 18 xin kính mời đồng chí Đinh Văn Thanh, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, đồng chí Đinh Văn Ánh lên sân khấu. Và thuộc trạm Gia Đa 550, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Cao Xuân Duy, đồng chí Hoàng Đình Hinh, đồng chí Đinh Sĩ Ngân, đồng chí Đặng Văn Xuân, đồng chí Nguyễn Đắc Giáp, đồng chí Lê Xuân Vinh và đồng chí Nguyễn Văn Dũng sẽ lên sân khấu ạ. Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn xin kính mời đồng chí Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ lên sân khấu nhận quà đại diện từ ban tổ chức. Về phía ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thanh Kim, Phó Tổng biên tập báo Đại biểu nhân dân lên sân khấu cùng thầy cùng ông Lê Thanh Bình đến từ Ba Lan lên sân khấu trao quà cho Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn ạ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, tổng giá trị các phần quà mà ban tổ chức cũng như các nhà tài trợ sẽ trao tại huyện đảo Lý Sơn với trị giá lên đến 200 triệu đồng. Xin mời đồng chí Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn sẽ lên nhận quà đại diện cho Ủy ban nhân dân huyện đảo ạ. Xin kính mời đồng chí. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ạ. Và xin đồng chí Lê Văn Minh ạ đứng lại sân khấu một ít phút ạ. Và xin anh có đôi lời phát biểu với cả buổi lễ trao quà của chúng ta ngày hôm nay ạ. Kính thưa đồng chí Lê Thanh Nghiêm, Phó Tổng biên tập báo Người Đại biểu Nhân dân. Kính thưa các đồng chí đại diện cho tập đoàn các đồng chí là cựu chiến binh, các đồng chí là đại diện cho các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức
đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thì sáng hôm nay tập đoàn sáng hôm nay báo người đồng yếu nhân dân tổ chức cái chương trình hướng về biển đảo quê hương. Thì trong cái chương trình hướng về biển đảo quê hương thì có cái chương trình thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và ngư dân biển đảo Lý Sơn. Tôi cho rằng đây là một cái việc làm rất là có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng về biển đảo quê hương, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân biển đảo Lý Sơn yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền, vì chủ quyền biên giới biển đảo quê hương. Là đầu tiên thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân biển đảo Lý Sơn trân trọng cảm ơn bốn người đại biểu nhân dân, các cô các chú là cựu chiến binh, các anh chị đại diện cho các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, và cảm ơn và chúc sức khỏe các anh chị đi trong đoàn. Và hy vọng rằng như các ông chị đã biết thì Lý Sơn cũng còn rất nhiều khó khăn để cho các cán bộ chiến sĩ và nhân dân biển đảo Lý Sơn tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của tổ quốc. Thì đảng bộ chính quyền và nhân dân Lý Sơn cũng mong rằng các anh chị tiếp tục có những cái chương trình, có cái đóng góp hỗ trợ bằng tinh thần và vật chất cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân biển đảo Lý Sơn. Cuối cùng, thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân biển đảo Lý Sơn, kính chúc các anh chị, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn. Vâng ạ, kính thưa quý vị đại biểu cũng như kính thưa toàn thể quý vị khách quý, buổi lễ trao quà cho các cán bộ chiến sĩ và gia đình ngư dân bám biển tại huyện đảo Lý Sơn đến đây là kết thúc. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, xin được trân trọng cảm ơn nhân dân huyện đảo Lý Sơn cũng như đến lãnh đạo, đến cán bộ lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn và cũng như lãnh đạo báo đại biểu nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đảo và lãnh đạo của hội cựu chiến binh cơ quan văn phòng quốc hội cũng như các cựu chiến binh, các nhà tài trợ, các quý cơ quan đã giúp cho buổi lễ trao quà chúng ta ngày hôm nay diễn ra một cách tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị, là những nhà tài trợ nào mà ngày hôm nay chúng ta chưa có tên ở trong